Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Audio 89. Và hôm nay như anh em đã thấy, mình sẽ lên cho anh em một cái lít đồ anh em nhé. Một vài cái tai nghe, hai con loa Bluetooth của Mỹ và một vài cái những cái đồ gọi là khá là ok đến gửi đến anh em như thế này. Đấy, một vài đống loa để cho những anh em nào thắc mắc đợt này mình không lên loa anh em nhé. Sẽ lên một cho anh em một vài cặp loa và một vài bộ dàn mini. Hôm nay thì bạn Luân bạn đi vắng nên là chỉ có một mình quay video thôi. Nên là anh em mình quay video mà có chỗ nào mà hỗ trợ video nó kém thì anh em hết sức thông cảm nhá. Cái video của mình thì vẫn ở, anh em lưu ý, vẫn ở góc trái màn hình này. Là số điện thoại của mình là 0976663776. Và số điện thoại bạn Luân thì ngay bên cạnh là 0965673502 anh em nhá. Thì đầu tiên trước khi vào video thì mình xin giới thiệu đến anh em là hai cái loa Bluetooth anh em nhá. Hai loa Bluetooth của Mỹ đến từ thương hiệu Fabric như anh em đã thấy đây. Đây là một con loa mình bật nguồn sẵn rồi. Thì con này, một con loa đến từ Mỹ, nói chung là nó là một con loa di động cầm tay, công suất được khoảng tầm gần 10W thôi nhưng mà nghe cực kỳ hay anh em nhé. Nếu mà anh em mà có con này để đầu giường hoặc mang đi du lịch, đi chơi cái thứ thì nó đáp ứng đủ cái nhu cầu mà mình đủ nghe ở trong cái phòng. Ra ngoài trời thì nói chung là nó sẽ không phải lợi thế, tại vì những cái dòng mà nó nhỏ này, anh em thì nhìn kích thước nó to bằng cái nắm đấm tay mình thôi anh em nhé, bằng cái nắm đấm tay mình thôi. Thì con này có hai màu, anh em này nhìn thấy đây. Một con là màu trắng, nó họa tiết là như kiểu là thổ cẩm ấy. Còn một con thì nó là màu xám. Đây, hai con. Thì con này có cái nút nguồn ở bên dưới em nhé. Nút nguồn ở dưới cùng này. Đây là cái dải đèn LED của nó, có thể điều chỉnh được này. Các cái phím tăng giảm âm lượng này. Nó thì có sử dụng kết nối wifi để sử dụng được trợ lý ảo Alexa anh em nhé. Amazon Alexa để có thể điều khiển các cái thiết bị thông minh ở trong nhà. Nói chung con này nó là một con loa rất là ok ở trên thị trường, mà nó là một con loa bán độc quyền ở trên Amazon anh em nhé. Và hiện tại thì mình đã lấy được cái lô hàng thanh lý từ bên Nhật về, là cái lô hàng này của Amazon bên Nhật nó thanh lý. Thì là giá nguyên bản của nó thì nó rơi vào khoảng tầm gần 2 triệu con loa này. Còn hiện tại bây giờ thì mình giá về để đến tay anh em là chỉ có 550.000 thôi anh em nhé. Mình bán cho anh em là 550.000 một chiếc. Nói chung là giá quá rẻ rồi, anh em có thể mua 2 cái hoặc 3 cái về anh em ghép nối với nhau được. Và con này ghép tối đa được 10 cái loa với nhau anh em nhé. Chất âm thì mình đánh giá là một trong số những con loa mà giải bát cực kỳ ngon, mít ấm, nói chung nó phù hợp để anh em chơi ở những cái phòng diện tích mà thay cái loa điện thoại của anh em mình rất là ok. Đây bên trong nhé, bên trong nó sẽ có những cái giấy tờ hướng dẫn sử dụng này. Và một cái cáp sạc anh em nhé, một cái cáp sạc. Nó sẽ sử dụng chân sạc micro USB và cắm vào nguồn 5V là sẽ sạc được. Đây là cái loa. Đây, nhân vật chính chúng ta đây. Đây, và mình sẽ cho anh em xem con màu trắng nữa nhé. Còn màu trắng nó cũng vậy thôi, hình như nó khác một chút. Và phía sau này, anh em nhìn nó sẽ có cái lớp cao su non. Và nói chung là cái cao su non này thì lợi thế của nó là nó bám dính rất tốt. Thế nhưng mà những cái hàng này là hàng lưu kho của Amazon. Thì cái cao su non này nó sẽ bị dính anh em nhé. Và khi anh em bấm móng tay vào thì nó sẽ nún. Nhưng mà cái đấy thì nó không ảnh hưởng gì cả, tại vì nó là cái mặt bên dưới anh em ạ. Mặt bên dưới để con loa thì nó vẫn rất là đẹp ở phía bên trên này. Đấy, vẫn rất là đẹp. Đây, mình sẽ bấm nguồn con này lên cho anh em xem. Con này bật nguồn lên nhé. Đấy, đèn nó này. Anh em thấy không? Đèn nó lên cực kỳ đẹp luôn. Rất là đẹp. Đấy. Đây, nếu mà anh em mình muốn kết nối Bluetooth nhá, thì em chỉ cần lật cái này lên, ấn nút bên trên này. Nó có hai nút anh em, nút bên dưới, nút đèn nhá, nút bên trên này. Ấn một cái nó sẽ hiện ra một cái xanh blue anh em nhé. Một xanh blue này thì anh em sẽ search được cái, khi tìm kiếm điện thoại sẽ search được cái con loa này và kết nối thôi. Nó sẽ hiện tên là Fabric anh em nhé. Anh em kết nối vào là xong và nghe Bluetooth rất là ok. Mình sẽ play thử để cho anh em nghe chất âm con này nhé. Play thử chất âm luôn này. Đây, mình đang kết nối với con điện thoại cùi bắp này của mình rồi. Play thử nhé. Trên chuyến xe ca về quê miền Trung, đất nội xa vời, ai tới quê tôi xem hàng dương liễu. Bấm lần lượt từ mấy một nhá anh em, giữ chặt nó lách bài anh em nhé. Nhìn dừa lên xanh, ánh nắng long lanh, gió biển trong lành, hoàng hôn trầm lắng, mây chiều bay. Ok chưa anh em?
Nói chung trong cái tầm tiền mà mình nghĩ là 550.000 để chơi được một con loa VIP như thế này thì mình đánh giá là một cái số tiền rất xứng đáng anh em nhé, rất xứng đáng để chơi con này. Rồi, thì đấy là hai con loa Bluetooth, hai con đồng giá là 550.000 anh em nhé. Anh em nào mà lấy trước thì lấy màu nào cũng được, ok chưa anh em? Tiếp đến đây thì là sẽ làm mấy con tai nghe. Thì đầu tiên là mình sẽ đi từ cái tai nghe có dây. Và hôm nay mình sẽ lên cho anh em toàn những cái con tai nghe và thuộc diện kinh điển anh em nhé. Nó thuộc diện kinh điển. Thì con đầu tiên là cái mã số 01 anh em thể nhìn thấy. Một cái mã rất quen thuộc đến từ thương hiệu Sony anh em ạ. Con này là kinh điển nhất, gần như là kinh điển nhất của dòng Sony rồi. Đây anh em nhìn. Cái form tai nghe này, form tai nghe cực kỳ kinh điển luôn. Và cái chất âm của con tai nghe này thì mình đánh giá là một trong số những cái dòng mà quá hay. Và cái dòng này là cái dòng mà trên thị trường nó sản xuất hàng giả hàng nhái là nhiều nhất anh em nhé. Hàng giả hàng nhái nhiều nhất mà mình nhớ là hàng giả hàng nhái chỉ có mấy chục nghìn thôi. Nhưng mà không có tuổi gì mà so với cả những con hàng xịn này anh em nhé. Con này mình cam kết 100% hàng xịn luôn. Bãi Nhật xịn luôn. Đây. Anh em nhìn này. Con này là MDHE808 đấy. Cái mã gọi là gọi là hàng kinh điển luôn. Hàng giả hàng nhái thì anh em để phân biệt như này nhá. Cái dễ nhất như này. Khi cái chân đồng này anh em về cắm qua sử dụng ấy, để qua ngày tháng thì nếu mà con hàng xịn nó mãi mãi vĩnh viễn nó sẽ như thế này. Còn một con hàng mà nó hàng fake ấy, thì nó sẽ bị xỉn theo thời gian anh em nhé. Sau này nó sẽ bị oxy hóa thành những cái màu mà nó tối sậm lại. Thì nó không phải là mạ vàng mà nó chỉ mạ đồng thôi. Thì nó sẽ sậm lại mà con này là mạ vàng anh em nhé. Mạ vàng. Chất âm này đẳng cấp luôn. Mình không phải bàn nhiều về cái mã này nữa. Nói chung là anh em nào mà không thích cái dòng tai nghe mà có nút tai như này này. Nút cao su ấy. Thì cái dòng Airbus này là một trong số những con mà cực kỳ kinh điển. Và hiện tại mã này mình để cho anh em giá cực kỳ tốt luôn. Chỉ có 300.000 thôi anh em nhé. 300.000 cho cái mã này. Nói chung là đẳng cấp. Nói chung anh em nào thích một cái sự gọi là con tai nghe mà đủ chơi, đủ dùng. Bát cũng căng, mít dày mà chép sáng. Nói chung là nó đủ chơi để tất cả mọi dòng nhạc anh em mình chơi đều tốt. Thì đây là một cái lựa chọn rất là ok với anh em. Mà thậm chí là những con điện thoại rẻ thì cắm con này vào nó cũng đã lên tiếng là hay rồi. Chưa nói gì đến anh em nếu mà có một con máy nghe nhạc anh em cắm con này vào. Nói chung nó là một cái lựa chọn rất là ok. Đây là mã 01 anh em nhé, 300.000 nhé. Tiếp đến là cái mã số 02 đâu nhỉ? Mã số 02 đây. Mã số 02 là một con tai nghe đến từ thương hiệu JVC anh em nhé. Con này thì cũng là thuộc một trong số những cái mã khá là kinh điển. Con này là con HP F240. Một trong số những mã rất là đắt tiền của thằng JVC đây. Anh em nhìn cái củ Hausen của nó đây. Driver của nó thì nghe rất là ngon. Trái phải phân biệt rất rõ ràng. Tại vì nó có cái núm lồi rồi thì anh em mình có thể nhét vào tai rất là ok. Đây, dây dợ. Con này mới thì gần như chưa sử dụng ở bên Nhật anh em nhé. Gần như là chưa sử dụng luôn. Rắc mạ vàng sáng chết chẹt luôn. Đây anh em xem. Mạ vàng sáng chói lọi luôn. Chất âm môn này thì mình đánh giá là mình tất cả ngon cho tai nghe. Mình đã lên thử cho anh em. Mình đều đã nghe thử anh em nhé. Và cảm nhận chất âm. Thì giải bát con này thì nó không phải là bát quá căng như thằng Sony. Nhưng mà bát của nó thì ở cái dạng là đánh chắc tiếng anh em nhé. Mình đánh giá là bát chắc tiếng, cắt rất là gọn. Đấy. Còn giải chép thì là lợi thế của thằng JVC rất là sáng. Giải mid thì không, nó là trung âm, nó rất là đều. Mà chơi được đa số các dòng nhạc mà mình nghĩ là dòng acoustic sẽ hợp với cả những con tai nghe JVC hơn. Hiện tại con này nó rất là mới. Mình để cho anh em cái mã số 02 với giá là 350.000 anh em nhé. Con này mới. Với những anh em thích những cái màu gọi là thể thao thì đây là một cái lựa chọn rất là ok. Nhất là có máy nghe nhạc rồi mà gắm cái này vào đẳng cấp luôn. Mã số 02 350.000. Tiếp đến đây là mã số 03 thì lại là một con tai cũng khá là kinh điển của thằng này, thằng Sony anh em nhé. Con này thì nó là cái đàn em ra sau thằng này. Đàn em ra sau thằng này. Nhưng mà chất âm của nó thì đỉnh hơn anh em nhé. Chất âm của này thì có một cái lợi thế là phần chép nó sáng hơn. Đấy, phần chép nó rất là sáng. Và mình đánh giá thì gần như những con tai Bluetooth thì không có cửa so với những con tai dây anh em nhé. Đây. MDRE, con này con 838. Đây, đời series sau. Đây, rắc này anh em nhìn này. Hàng xịn này. Hàng xịn chân nó mạ vàng. Nó sáng vĩnh viễn với thời gian anh em nhé. Anh em mua một con tai này có thể dùng cả đời được. Và dây nó không bao giờ bị mủn, bị mục như những con tai Fake. Đây là mã số 03 là 350.000 anh em nhé. 350.000. Tiếp đến là mã số 04 thì là một con tai nghe. Con này thì anh em để nhìn dây dợ nó hơi cũ một tí thôi. Nhưng mà chất âm của nó thì phải nói là đẳng cấp anh em ạ. Chất âm con này thì mình phải nói là gần như không có điểm chê. Gần như là những con tai nghe khoảng tầm 4-5 triệu bây giờ thì mình đánh giá cũng chỉ ngang cơ với con này thôi. Không điểm chê tại vì nó là một song số những con tai nghe số hiếm hoi. Mà thuộc cái dòng Walkman. Anh em thì nhìn thấy series Walkman được con này in trên này.
Và hiện tại đến bây giờ ở bên tàu anh em nhé, bên Trung Quốc, bọn nó vẫn thu lại những cái củ loa này với những con loa bị đứt dây để nó chế thành những cái con loa gọi là con loa handmade ấy, để sử dụng. Và cái củ loa này nó là được đánh giá cực kỳ cao. Hiện tại riêng cái củ loa này nhá, nó còn bọn bên Trung Quốc nó có thu gom vẫn là 350.000 một cặp củ loa anh em nhé, chứ chưa nói gì đến một con tai nguyên zin nguyên bản như thế này. Đây, cái dây của nó thì anh em về hoàn toàn có thể lau là sạch thôi, không vấn đề gì hết, dây trắng. Cọc loa cũng mạ vàng toàn bộ, chân 3.5 mạ vàng hết. Con số 04 là 400.000 con này anh em nhé. Xứng đáng với từng đồng tiền chứ anh em đừng nghĩ con này là đắt đâu. Xứng đáng từng đồng tiền anh em bỏ ra luôn vào 400.000. Rồi. Tiếp đến là mã số 5 thì là một con tai VIP anh em nhé, đến từ thương hiệu JVC. Hay chính là thương hiệu Victor. Anh em thì nhìn con này là một trong số những cái mã quốc tế của thằng JVC, của thằng Victor. Đây JVC. Con này thì khác hoàn toàn những con kia, là con kia là cái tai earbud, thì con này là tai in ear anh em nhé. Tai in ear và củ driver anh em thì nhìn nó to như thế nào so với ở cái đúng tai, đúng không? Nó thiết kế củ Hausen thì khá là dị. Đây. Khá là đặc biệt. Dây trắng rối à dây trắng này rất là mới anh em nhé. Và nó có một cái nút chỉnh volume ở đây anh em thì nhìn thấy này, min max này. Đấy, gạt trực tiếp ở trên này luôn. Ok chưa? Chân này, chân loa chân này thì là chân 3.5 mạ vàng toàn bộ anh em nhé. Và con này là cái dòng có mic. Anh em thấy không? Dòng có mic. Đấy. Nó là một trong số những con cao cấp đời cao của thằng JVC. Con này con HAFR25. Giá hiện tại mà lúc con này ra đời thì nó rơi vào khoảng tầm 2.800.000 anh em nhé. Mình nhớ không nhầm. Mình check trên web là 2.800. Nói chung là nó cũng không phải rẻ đâu. Mã số 05, 450.000 anh em nhé. Anh em nào chơi tai dây thì nên mua con này, mình nói thật. Những con này đây, ở đây đều nên mua. Mua con nào cũng được, chất âm đều cực kỳ ngon. Và chất bass con này bao phê luôn anh em nhé. Chất bass bao phê luôn. Chơi cực kỳ sướng, giải mid thì dày, rất ngon. Và con cuối cùng ở cái series tai nghe ngày hôm nay thì đây chính là một con đến cũng đến từ thương hiệu Sony anh em thì nhìn đấy. Con này thì nó cũng gọi là cùng một mẹ với con Sony Walkman vừa nãy thôi, nhưng mà nó không in logo Walkman ở đây. Anh em thì nhìn đấy, củ đây. Nó có một cái phần này để cho âm bass nó gọi là căng hơn này, có một lỗ thoát hơi anh em nhá. Tai nghe nhưng có lỗ thoát hơi siêu to khổng lồ luôn, đúng không? Củ earbud phục vụ anh em đeo tai để cho nó không bị bí tai. Dây đây, dây trắng toàn bộ. Chân cắm loa thì chân chữ L anh em nhá. Con này thì không phải là rắc mạ vàng, nhưng mà con này thì cũng rất chân cực kỳ sáng đẹp. Đây. Và con này là mã số 06 là 300.000 anh em nhé. 300.000 chất âm, chất bát gọi là căng nét là đẹp luôn. Ok chưa anh em? Rồi. Thì đấy là mấy cái đồ lắp nhất của ngày hôm nay. Và bây giờ đến những cái đồ lớn. Thì đầu tiên mình sẽ quay video cho anh em. Thì giới thiệu đến anh em ở cái series này. Thì đầu tiên là cặp con âm ly đi. Con âm ly này là con Denon chữ đỏ anh em nhé. Con Denon này thì con Denon in chìm chữ đỏ, và nó là con Denon 300ZA, PMA 300ZA. Một trong số những cái mã hàng, con này hàng đấu giá anh em nhé. Đẹp góc cạnh mà đẹp xuất sắc luôn. Đẹp xuất sắc luôn, không phải hàng bãi luôn. Về phát là nguyên zin nguyên bản, mình còn chưa bóc lưng ra để vệ sinh luôn. Mà nó đã mới như thế này anh em nhé. Nó đã mới cứng luôn, và con này về chắc chỉ thiếu sách vở nữa là anh em thì có thể đóng hộp được. Và cái dòng này thì anh em lưu ý một chút là nó chạy 4 con sò Motorola chân vàng anh em nhé. Cho chất âm gọi là chị của sò sắt. Đấy, chị của sò sắt. Sò sắt thì nó là em, còn thằng này là chị, nó ra trước đời sò sắt. Nhưng mà tiếng của con này thì dòng chân vàng nó đánh tiếng rất là sáng, chân mạ vàng. Cho chất âm rất chi tiết anh em nhé. Riêng con này thì mình đánh giá là so với sò sắt thì nó là khoảng tầm 9.5/10 anh em nhé, 9.5/10. Và nó có những cái cặp mà loa bốc xeo mà ghép với con này thì gần như là hết thuốc luôn. Giả sử những cái dòng loa châu Âu, con này nó đánh cặp loa châu Âu, những cái con PMA 300 hoặc 500Z thì nó đánh rất là hay. Và con này cái bản này nó cái bản ZA là cái bản nâng cấp của bản 300Z trơn anh em nhé, ZA. Nó ra sau và nó là bản nâng cấp. Đây, hình thức rất là đẹp. Này đẹp góc cạnh luôn, đến cả cái ốc của nó cũng đẹp luôn anh em nhé. Sơn zin toàn bộ anh em nhé. Sơn zin toàn bộ tem phía sau đây. Công suất con này sẽ là 42W và điện nguyên bản 100V anh em nhé. Anh em lưu ý là những cái dòng âm ly cổ. Những cái dòng âm ly cổ thì công suất nó thường là tiêu thụ điện. Công suất này công suất tiêu thụ điện rất là thấp anh em nhé. Và riêng cái âm ly này thì nó sẽ đánh được tốt cặp loa bass 30cm trở về và đánh hai cặp AB
anh em nhé, đánh hai cặp AB liên tiếp luôn, hỗ trợ thêm hai cổng cắm nguồn các đường line in line out đầy đủ anh em nhé, full cổng luôn, hỗ trợ thêm cả một chân cắm gọi là chân cắm tiếp mát để phục vụ anh em cho âm ly nó chống sôi ù các kiểu hoặc là chống giật trong cái mùa nồm anh em nhé, nếu mà chẳng may nó có giò điện ra thì anh em đỡ bị giật, nếu mà anh em mình không có biến áp cách ly thì cái lựa chọn tiếp mát là rất ok đấy. Và hiện tại con này thì mình đang để cho anh em với giá là bao nhiêu? Con này hiện tại bây giờ mình đang để cho anh em với cái giá là 3.500.000 anh em nhé, 3.500.000 cho con Denon PMA 300ZA. Đấy, dòng chữ đỏ anh em lưu ý một chút, dòng Denon chữ đỏ nó luôn luôn là gọi là hàng cửa trên anh em nhé, hàng cửa trên. Rồi, tiếp đến bên trên này thì sẽ là cặp loa Dantech anh em nhé, đến từ Đan Mạch. Đây, Dantech đến từ Đan Mạch. Thì con này nó sẽ là hai mặt. Hôm trước mình về một cặp thì đã bay theo một anh ở bên Hà Nam và anh nghe trực tiếp thì con này anh đánh giá là một trong số những cặp loa bass rất đầm và giải mid dày anh em nhé. Chép thì nói chung là chép con này thì nó ở dạng tầm vừa phải, vừa đủ nghe anh em nhé. Chép vừa đủ nghe nhưng mà âm bass thì gọi là căng đét là đẹp, đầm, chắc, giải mid dày, thành ra là thể hiện phần lời ca sĩ mà những cái phần ca sĩ mà người ta có lên cái phần vòm họng nó nhiều ấy thì con này thể hiện cực kỳ tốt luôn. Và mình đánh giá là một trong số những con loa mà anh em nghe búc xẹo cũng được hoặc anh em ghép trợ lời cũng cực kỳ ok anh em nhá. Mỗi loa nó sẽ sử dụng là hai con bát, anh em thì nhìn thấy hai con bát đặt ở hai bên. Nó tạo một cái góc khoảng tầm góc này khoảng tầm hơn 90 độ anh em nhá. Hơn 90 độ một chút, khoảng tầm 100 độ. Đấy, chứ không phải là góc vuông 90 độ đâu. Và bên trên là con chép đôm anh em nhá. Trên là chép đôm. Đấy. Con này con bát đường kính khoảng tầm là 12 cm. Gân cao su zin anh em nhá, gân cao su zin. Đấy. Toàn bộ tất cả zin toàn bộ anh em nhá. Zin toàn tập và cọc loa toàn bộ là cọc kim loại hết. Cọc e căng toàn bộ cọc kim loại hết. Và phía sau cặp loa này đây. Cái pad treo anh em nhá, cái pad treo để anh em để treo tường được. Bên châu Âu nó gắn sẵn rồi, cặp loa châu Âu. Dantech đến từ Đan Mạch đây. Công suất là 50W và trở kháng là 4 ohm anh em nhá. Giải tần sẽ từ 60 đến 20k. Đấy, HZ. Con này ghi thông số khá là chi tiết để cọc loa toàn bộ, cọc loa bắp chuối hết anh em nhá. Series đây, series trùng series luôn. Đấy. Và cặp bên trên thì cặp này thì lợi thế của nó là tiếng chép rất là sáng anh em nhá. Cặp này là cặp Wayfair đi, cặp này thì cặp Mỹ nòi rồi, cặp Wayfair đi. Đây, cặp này cặp bộ xin lỗi anh em nhé, cặp của Anh, chuẩn Anh luôn. Đây Wayfair đi, LTD đây, England anh em nhé. Cặp này nó có anh em có thể chơi sao rao này, hoặc chơi book sale này, hoặc ghép làm trợ lời cực kỳ ok. Và cọc loa anh em thì nhìn thấy cọc loa toàn bộ là cọc đồng nguyên khối anh em nhé, đồng nguyên khối. Công suất của cặp này sẽ là 120W một chiếc và một cặp sẽ là 240W và trở kháng thì nó dao động từ 4 đến 8 ohm tùy khi anh em gắn anh em nhé. Mặt trước cấu hình thì cũng như con bên dưới thôi. Mỗi bên loa sẽ gồm hai con bát 12cm anh em nhé, màng carbon, đấy, gân cao su. Và bên dưới là con chép, con này thì còn là con chép siêu tần anh em nhé. Dòng này dòng chép siêu tần, chép đôm chứ. Con này con đôm anh em nhé. Con này con đôm chứ không phải con siêu tần, con đôm. Đây, logo Wayfari đây. Rất là ok. Và mình đánh giá là hai con cặp loa này thì đều là những cái cặp loa đánh chơi rất là hay, và tí nữa mình sẽ chơi riêng biệt để cho anh em xem. Hiện tại cặp bên trên mình đang để cho anh em giá là 3.200.000 anh em nhé, 3.200.000, và mình sẽ xả cho anh em chỉ còn 3.000.000 tròn. Ok chưa anh em? Đấy, 3.000.000 tròn cho cặp Wayfair ở bên trên là cặp Anh, chuẩn Anh anh em nhé. Còn bên dưới cặp Đan Mạch thì mình đang để cho anh em là 3.600.000 và mình sẽ giảm cho anh em 100.000, cặp này là còn 3.500.000 anh em nhé, 3.500.000. Đấy, ok chưa anh em? Và có âm ly bên dưới này thì cũng là 3.500.000 anh em nhé. Và bây giờ mình sẽ play thử chất âm để cho anh em xem nhé, để xem con nào nó sẽ ok hơn. Đây, tắt Bluetooth để đây. Chờ mình một chút nhá, một mình xoay nó khó. Về quê nhà thăm má thăm bà bao ngày. Đang chơi cặp loa bên trên. Đây đang chơi cặp loa bên trên anh em nhá. Mình đánh từng cặp một. Cặp chơi bên trên. Về quê xưa say gió say trăng.
say biển nơi này. Gặp nhau chúng mình duyên tình nhé. Mình chưa kẹp cái bên loa bên này. Đấy, thế mới dở. Xin lỗi anh em nhé. Bảo sao nghe thấy có một loa mô lô. Kẹp hai con mà nghe nó mới hay. Có một mình khó quay quá anh em ạ. Cái này mới thấy sự quan trọng của hai người. Xin lỗi anh em nhé, giờ mình mới ghép loa xong, vậy nó rơi mất cái điện thoại. Rồi. Xa cách quê hương, nghe tình lưu luyến, biết mấy yêu thương nhiều. Giờ về quê xưa, say gió say trăng, say biển nơi này. Cầu xin ước nguyện mãi còn về thăm. Ok chưa anh em? Với cặp loa Huawei Fadi này thì nó với cái giá 3 triệu nó cực kỳ hay luôn anh em nhé. Phần lời rất là sáng đúng không? Và mình sẽ cho thử anh em nghe cặp Lantech ở bên dưới nhá. Cặp Lantech đây. Đây. Bát đồng luôn anh em nhé. Đây bật lao lét rồi. Lao lét mạnh loa luôn. Cất bước ra đi không nói năng gì, giây phút phân kỳ buồn dần khóe mi, lật phất mưa bay khóe mắt cay cay. Ok chưa anh em? Thì đấy mới là quay từng cặp loa. Bây giờ mình sẽ thể hiện công suất của con này đánh hai cặp loa thì các anh em xem nhá. Để xem chất âm như nào. Rồi, hai cặp loa. Nhìn nhau em nói người yêu ơi, xin hãy quên tôi vì trên cõi đời chỉ là xa vời tim vàng liễu. Ok chưa anh em? Thì đấy là cái series của cái combo này anh em nhá. Và tiếp đến ở đây thì mình xin giới thiệu đến anh em một bộ dàn mini đến từ thương hiệu khá là ngon của thằng Denon anh em nhá. Một cái mã Denon khá là ngon. Đây. Con này thì chính là con Denon XW33, một trong số những mã rất hiếm thấy trên thị trường anh em nhá. Thì con này cấu hình như sau. Anh em thấy nhìn thấy nó chơi 2MD anh em nhá. Hai ổ MD riêng biệt anh em nhá, lưu ý một chút, hai ổ MD riêng biệt. Bên dưới này chạy 3 đĩa CD anh em nhá. 3 đĩa CD. Đấy. Và con này thì tất cả mọi chức năng hoạt động cực kỳ ngon, kết nối điện thoại, máy tính, TV rất là ok. Đấy. Qua cổng AUX. Cấu hình loa sẽ gồm một con bát 12cm gân cao su zin màng carbon anh em nhá. Núm này là núm kim loại này, núm kim loại. Bên trên là con chép dom cao cấp đến từ thương hiệu Denon. Và thùng vách cặp loa thì rất là đẹp luôn. Thùng vách cặp loa rất là đẹp và cục âm ly cũng đẹp luôn anh em ạ. Cục âm ly cũng khá là đẹp. Phía sau. Đây. Tổng thể phía sau của bộ dàn thì như anh em nhìn thấy nó đẹp xuất sắc luôn anh em nhá. Với những một con dàn bãi thì đặc xuất như thế này là mình đánh giá đẹp xuất sắc rồi, cho anh em về soi đây.
bạn ở đây đằng sau nó xước thế này một tí, xước cái này một tí thì không phải là con đẹp. Thì mình nói thật thì đấy thì anh em ra siêu thị mua hàng mới, chứ còn hàng cũ này đẹp rồi anh em ạ. Công suất là 50W anh em nhé, chở khá là 6 ôm, một cặp sẽ là 100W đấy. Đây tẹp tỏ như tổ bố luôn, kẹp loa này, đây, phía bên này cũng vậy. Công suất của cục dàn sẽ là 48W điện nguyên bản 100V, kẹp loa này, súp điện ao có kết nối thiết bị bên ngoài, có cổng AUX này và kẹp anten FM để phục vụ nghe đài. Và mình nhớ không nhầm thì con này cũng đủ 108 để phục vụ anh em nghe full đài Việt Nam anh em nhé. Và riêng con này thì CD của nó thì có vấn đề là khi anh em mình gọi là vui thì nó đọc rất là ngon, còn buồn thì nó hơi kén đĩa một tí anh em nhé. Anh em nào mà mua con này thì lưu ý một chút. Và hiện tại giá con này thì mình để cho anh em giá cực kỳ tốt luôn. Cái mã Denon này mình để cho anh em giá chỉ có 1.800.000 thôi anh em nhé. 1.800.000 cho mã Denon này. Và bây giờ mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe. Đây CD nó vẫn đang chạy đây, vẫn đang chạy rất là ok. Video nó khá là dài rồi nên là mình sẽ xin phép rút gọn video một chút anh em nhé. Hiện tại con này mình đang để cho anh em giá là 1.800.000 anh em nhé. Tiếp đến ở đây thì là sẽ là series các cái cặp loa, anh em nhìn thấy một series loa đúng không? Series này thì sẽ bao gồm vài cặp loa được tách ra từ dàn mini anh em nhé. Và lưu ý một chút là cặp này thì có thể anh em ghép âm ly để chơi ở những cái phòng diện tích khoảng tầm 30m² trở về, còn anh em ghép trợ lời karaoke thì cũng đều được hết anh em nhé. Thì cặp đầu tiên ở phía trên này anh em thể nhìn thấy đây là một cặp loa VIP đến từ thương hiệu Kenwood anh em nhé. Con này là con K731, một trong số những con mà đời cao đến từ thương hiệu Kenwood. Con này cấu hình của nó như sau, anh em để nhìn thấy này. Màng loa bass này nó sử dụng bằng vải anh em nhé, bằng vải. Màng này là màng vải. Đấy. Gân thì gân cao su zin. Đấy. Bên trên là con chép đôm cao cấp đến từ thương hiệu Kenwood và cặp này đang hiện tại rất là đắt anh em nhé. Cặp này hiện tại rất là đắt, thùng vách thì anh em thể nhìn thấy nó phủ cái gỗ màu cherry anh em nhé. Cọc loa đây, toàn bộ cọc loa bắp chuối anh em nhé, cọc toàn bộ cọc loa bắp chuối và thụt hơi anh em thể nhìn thấy nó đệm một cái lớp gọi là lớp như kiểu lớp nỉ ấy. Đấy, lớp nỉ đây, rất là ngon. Công suất của loa sẽ là 80W một chiếc và một cặp sẽ là 160W, xin thưa anh em, không anh em không nhầm đâu, công suất là 160W cho cặp loa này. Đấy. Và hiện tại bình thường cặp này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3.500.000 cho cái cặp loa này anh em nhé. Và trên video này mình xin phép xả cho anh em cặp này thì chỉ có 2.800.000 thôi. Ok chưa anh em? 2.800.000 cho cặp loa Kenwood K731 anh em nhé. Lưu ý một chút là K731 chỉ có giá 2.800.000 thôi. Ok anh em. Tiếp đến cặp bên dưới thì là một cặp khá là quen thuộc với anh em, chính là cặp Onkyo X7. Thì cặp này cấu hình như sau. Cặp này con bát của nó thì sử dụng một con bát 12cm anh em nhé, 12cm gân cao su zin, màng da chăn. Đấy, màng da chăn. Bên trên là con chép đom 8 vít, gọi là thuộc một cái con đom khá là cao cấp đến từ Onkyo. Thụt hơi mặt trước. Em nhìn vào con này đã tích hợp công nghệ OMF DiFi ở trên con này nhé. Đấy. Đấy. Con loa này thì nó nói chung nó không được xuất sắc anh em nhé. Anh em có thể nhìn thấy cái ba viên này của nó thì khả năng là nó bị nhiễm hơi nước hơi nhiều anh em nhé, nhưng mà nước hơi nhiều nó có bị ba viên một tí ở phía sau đây, phía sau tổng thể anh em này nhìn nói chung nó không được đẹp xuất sắc đâu. Cặp này thì nói chung nó là một cặp loa gọi là hơi cá sấu tí, công suất là 70W và trở kháng là 6 ôm. Công suất 70W trở kháng 6 ôm, một cặp sẽ là 140W anh em nhé. Và hiện tại cặp này thì mình đang để giá rất là tốt cho anh em, là cặp này chỉ có 900.000 anh em nhé, 900.000 cho cặp loa này, ok chưa anh em? Đấy. Và tiếp đến cặp bên dưới này thì sẽ là một cặp loa rất là ngon đến từ thương hiệu Onkyo. Và nó chính là Onkyo V3, một trong số những anh em rất thích chọn cặp loa này. Tại sao?
tại vì cặp này nó có phân tần rất là to bên trong anh em nhé, phân tần cực kỳ to bên trong. Chỉ có duy nhất một vấn đề là cặp này bắt buộc phải làm lại gân, và riêng cái này gân này mình vẫn bảo hành cho anh em 5 năm anh em nhé, 5-10 năm thoải mái, tại vì gân làm như gân zin luôn, củ từ siêu to luôn. Bên trên là con chép đôm, vẫn là con đôm 8 vít cao cấp đến từ thương hiệu Onkyo, và đôm từ kép rất là to anh em nhé. Và dòng này không thụt hơi mặt trước, với những anh em kỳ thị thụt hơi mặt trước, con này rất ok, con này thụt hơi mặt sau này. Đấy. Thùng vách đẹp anh em nhé. Công suất 70W và trở kháng là 6 ohm, một cặp sẽ là 140W. Đấy. Và hiện tại cặp này thì mình đang để cho anh em cái giá là 1.200.000 anh em nhé, cho cặp Onkyo V3 này. Anh em nào mà thích nó có phân tần thì con này một cái lựa chọn rất là ok. Và anh em ghép cho nó karaoke thì nên chọn những con có phân tần sẵn thế này anh em nhé. Về ghép vào phát là xong thôi, đúng không? Tiếp đến cái mã trên này thì sẽ là con Onkyo X7A. Đấy, SX7A. Con này cũng sử dụng một bát là 12cm gân cao su zin, màng da chăn và núm này là núm mũi đạn anh em nhé. Bên trên là con chép đôm 8 vít đến từ thương hiệu Onkyo. Đấy. Thùng vách thì nó cũng có những cái chỗ nó hơi xấu một tí đây, như thế này anh em nhé. Và con này mình cũng sẽ để rẻ cho anh em. Phía sau đây, cặp loa thì cặp loa này nó không trùng series anh em nhé, hai bên khác nhau. Công suất là 70W và trở kháng là 5 ohm. Đấy. Hiện tại cặp này thì mình cũng để xả cho anh em, cặp này chỉ có 900.000 thôi anh em nhé, 900.000 cho cặp SX7A này, ok chưa? Tiếp đến bên dưới là cặp loa VIP đến từ thương hiệu Onkyo, chính là cặp Onkyo V7, một trong số những cặp loa khá là hiếm có của thằng Onkyo ở đầu series 7 anh em nhé. Cặp này thì cũng như cặp V3 thôi, bắt buộc phải làm lại gân anh em nhé, bắt buộc phải làm lại gân toàn bộ, và gân này toàn bộ mình làm rất là đẹp luôn, anh em khẳng định là đẹp. Bên trên là con chép đo cao cấp 8 vít đến từ thương hiệu Onkyo, và con này cũng có phân tần bên trong rất là to, màu vân gỗ thì tối màu. Anh em là cố gắng chọn làm sao nhé, một cặp loa nó phù hợp với cái nội thất nhà anh em mình, thì nhìn cặp loa nó rất nổi bật và rất đẹp anh em nhé, nên chọn cặp loa nó nổi bật. Đấy, phía sau đây, công suất của loa thì sẽ là đây, phía sau tổng thể anh em nhé, công suất loa sẽ là 70W và trở kháng là 5 ohm. Đấy, tổng thể mặt trước và mặt sau đây. Và hiện tại cặp này thì mình để cho anh em với cái giá là 1.300.000 anh em nhé, cho cặp Onkyo V7. Đấy, một trong số những cặp loa rất là ok, đánh rất là hay anh em nhé, cặp này nói chung tất cả những cặp này thì mình đánh giá là những cặp loa đánh rất là hay luôn, rất là đẳng cấp anh em nhé, rất là VIP, và mình đánh giá là trong tầm tiền thì gần như là bá con mẹ luôn rồi, bá đẳng cấp luôn rồi. Tiếp đến sang bên này thì anh em thể nhìn thấy đây là một cái bộ dàn mini đến từ thương hiệu Onkyo, một trong số những mã dàn hết ga hết số của thằng Onkyo anh em nhé, đó chính là con Onkyo V77 anh em nhé, V77, một trong số những mã hết ga hết số đây. Mở đấy nhỉ, đây, xin lỗi anh em nhé, đây chính là con dàn Onkyo V77 anh em nhé, một trong số những mã dàn khá là hiếm đến từ thương hiệu ở Onkyo. Thì con này là cái đời cuối cùng của đầu V anh em nhé. Chức năng của con này thì mình xin giới thiệu như sau, con này sẽ chơi MD, chơi CD, CD thì chơi mắt 213 cực kỳ lành anh em nhé, MD đọc ngon, CD đọc ngon này, công nghệ D-Link đã được tích hợp trên con này này. Các cái chuẩn nén ghi đĩa MD thì được full option như con này luôn. Dò đài FM ở trên mặt lột dàn luôn, đủ 108, mà con này có giải mã 24 bit rất là hay luôn anh em nhé. Đánh 4 con sò than và sẽ fan được cặp loa 25cm. Nói chung âm đi thì gần như không điểm chê đâu, đánh rất là hay luôn. Cấu hình loa sẽ bao gồm một con loa bass 12cm, gân cao su zin anh em nhé, màng da chăn, và bên trên là con chép đôm 8 vít đến từ thương hiệu Onkyo, thụt hơi mặt trước. Đấy, với mặt trước, phía sau này, phía sau dàn này, con này đẹp luôn, con này vân gỗ rất đẹp. Phía sau dàn anh em mình nhìn đây, tổng thể phía sau. Công suất của con này sẽ là 70W và trở kháng là 6 ohm anh em nhé. Đấy. Cục dàn công suất 55W, điện nguyên bản là 100V, made in Japan. Kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm, xúc điện out có optical in và out đầy đủ, giảm mã 24 bit anh em nhé, các đường line in line out không thiếu ổng nào. Đây, tổng thể con dàn. Và cái bộ này hiện tại bây giờ thì mình cũng để cho anh em giá rất là ok, là chỉ có 2.500.000 thôi anh em nhé, 2.500.000 cho cả combo này. Và bây giờ mình sẽ play thử nhạc để cho anh em nghe chất âm này như thế nào, 2.500.000 chất âm như thế nào.
qua cơn mê xa cuộc đời bồng bềnh tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài ta mặc tình dòng chân. Cùng nhau ta sẽ đi sẽ thăm bao nơi xưa vui một thuở lênh chơi anh em. Và với cái giá tiền anh em chi trả cho bộ này là 2.500.000 anh em nhé. Hôm nay mình giới thiệu hơi nhiều đồ nên là có thể nó sẽ hơi loãng. Anh em nào mà quan tâm đến sản phẩm gì thì cứ alo cho mình hoặc cho luôn qua số điện thoại ở ngay góc trái màn hình này anh em nhé, là 0976663776, hoặc là số điện thoại bạn luôn là 0965673502 để có thể cập nhật được những sản phẩm mới nhất. Còn cái video ngày hôm nay thì xin phép được kết thúc ở đây thôi, và hẹn gặp lại anh em ở clip của ngày mai. Và mong anh em sẽ luôn luôn ủng hộ kênh của mình và luôn được phát triển hơn anh em nhé. Xin chào anh em.